Mọi người xem tờ quang cảnh chiều nay ở Trout Lake nè. Rất nhiều người tới đây chụp hình nè. Vì hôm nay trời nó rất là lạnh nha, 10 độ. Nhưng mà thời tiết rất là đẹp. Trời ơi, hôm nay trời đẹp, nhiều người ra đây quá. Đây quay ra. Để đứng mọi người lại nhỉ. Mọi người thấy buổi chiều hoàng hôn đây đẹp không? Rồi, let's go nào, ta đang quay đấy. Ôi à, ở ngay không biết. Ủa, công viên này nó gọi là công viên Trout Lake vì nó có cái hồ ở Trout Lake. Rất nhiều người hôm nay ở đây. Ở chú đây đang chụp hình này. Nay mình có cameraman quay nên đỡ lắm. Nên quay chút thôi, đừng quay nhiều á. Không, quay ít nè, sau cái tầm này.
quá sao bạn nha. Tự nhiên là nó không có. Nó không có review á. Bạn làm rồi. Bạn muốn anh taxi rồi làm lại không? Tối mà. Ôi, quay nữa con. Đi đưa outro. Wow, this is so pretty. Phải làm outro.